sắc màu của bạn, cá tính của bạn. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động Hàng Đẫy. Đây là khu khán đài mà các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An chỉ vài ngày trước cũng đã góp mặt trong trận đấu mà Sông Lam Nghệ An đã để thua trước Công an Hà Nội. Và ngày hôm nay họ trở lại với Hàng Đẫy cùng niềm tin rằng Sông Lam Nghệ An sẽ có được một kết quả tích cực trong ngày làm khách trước câu lạc bộ Viettel. Chúng ta có thể ví von trận đấu này như một cuộc đua gắt gao ở nửa sau của bảng xếp hạng, bởi vào lúc này cả hai đội bóng chỉ có khoảng cách là 2 điểm mà thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của câu lạc bộ Viettel trong trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Thạch Bá Khanh đã lựa chọn Hoàng Hùng để đá cặp cùng Thanh Bình ở vị trí trung vệ. Ở hai cánh của đội chủ nhà lần lượt sẽ là Phan Tuấn Tài, cùng với đó là Mạnh Cường. Hàng tiền vệ lần lượt là Jaha, Đức Chiến, Hoàng Đức, Dương Văn Hào và Khuất Văn Khang. Người sẽ đá cao nhất trên hàng công bên phía đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay đó là Nhâm Mạnh Dũng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Vũ Nguyên Vũ cùng với các trợ lý Hoàng Duy Tuất và ông Đoàn Quốc Huy. Trọng tài thứ tư là ông Hoàng Thanh Bình. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng vẫn tung vào sân thủ thành trẻ Nguyễn Văn Việt, người năm nay mới chỉ 20 tuổi. Ở phía trước anh đó sẽ là bộ tứ vệ Vương Văn Huy, Quế Ngọc Hải, Vitas và Hồ Văn Cường. Ở hàng tiền vệ của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay là bộ tứ Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải, một cầu thủ cũng còn khá trẻ. Trên hàng công thì vẫn là bộ đôi ngoại binh Olaha và Jordi Soladio. Đây là trận đấu thứ 10 ở mùa giải năm nay của Văn Phong. Anh vẫn chưa vắng mặt trong bất cứ một trận đấu nào tại Night World V-League 1 2023. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Viettel họ sẽ bảo vệ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Các trọng tài điều khiển trận đấu. Trận đấu muộn nhất của vòng 10 với những gì đang diễn ra thì đây là cơ hội cho Hoàng Đức, không được. Hoàng Đức đã ập vào rất nhanh để gây ra những áp lực với Văn Việt. Như thường lệ thì Quế Ngọc Hải sẽ dâng cao và hỗ trợ cho Hồ Văn Cường ở hành lang cánh phải. Vòng đấu trước thì Quế Ngọc Hải cũng đã có được một tình huống kiến tạo và ra chân đầu tiên của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Nó thuộc về Olaha. Viettel chưa thể hiện được gương mặt của một đội bóng có khả năng chơi áp đặt. Jaha sút xa khá nguy hiểm. Văn Việt đã kịp thời lui về cản phá được cú đá của Jaha, cho dù anh đã phải mất tới 2 nhịp. Bóng vẫn đến với chân của Olaha. Một đường mở bóng cho Jordi Soladio, đưa bóng vào khá nguy hiểm. Bóng đã cắt ngang khung thành của câu lạc bộ Viettel. Một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự bên phía Viettel đã không theo sát với Jordi Soladio. Cầu thủ người Bỉ đã có một tình huống căng ngang vào trong và uy hiếp khung thành của Văn Phong. Có được khoảng trống, Nhâm Mạnh Dũng sút bóng. Cú sút bằng chân trái của Nhâm Mạnh Dũng. Bóng không hướng vào khung thành. Tình huống cản phá không thực sự tốt đến từ Phan Tuấn Tài. Trọng Hoàng có được khoảng trống. Cú ra chân nhanh của Trọng Hoàng nhưng bóng đã đi quá cao. Dương Văn Hảo chuyển bóng khá tốt, Nhâm Mạnh Dũng cơ hội được mở ra, dứt điểm không được. Cú sút trượt bóng của Nhâm Mạnh Dũng lại bất ngờ trở thành một đường chuyền để mở ra cơ hội tiếp cận cho Hoàng Đức. Khá hay, cơ hội cho các cầu thủ bên phía Viettel sút bóng. Rất đáng tiếc cho Hoàng Đức. Tiếp tục là Nhâm Mạnh Dũng mở ra cơ hội cho Hoàng Đức. Và vẫn là những pha bóng mà Hoàng Đức dâng cao, tìm kiếm cơ hội ở gần với khung thành đối phương. Khuất Văn Khang đang đi sâu xuống ở hành lang cánh phải. Trọng tài đã thổi phạt Xuân Mạnh. Cơ hội sút bóng. Chiến lại có được một bàn thắng nữa và tiếp tục thể hiện phong cách ăn mừng quen thuộc của mình giống như Cristiano Ronaldo. Những sức ép liên tục được Viettel tạo ra hướng về phía khung thành của Sông Lam Nghệ An trong cỡ khoảng 10 phút trở lại đây, và cuối cùng nó đã được cụ thể hóa với bàn thắng của Đức Chiến.
Đức Chiến chớp cơ hội nhanh sau những lộn xộn xảy ra ở phía trước khu vực 5m50 của sông Lam Nghệ An. Tiếp tục đẩy bóng lên, vẫn là các cầu thủ áo vàng. Nỗ lực của Hồ Văn Cường. Vẫn tiếp tục là Hồ Văn Cường đưa bóng vào. Hồ Văn Cường đã có những bước chạy đầy cố gắng. Nhâm Mạnh Dũng cố gắng xoay trở. Ra Hà chuyền bóng cho Hoàng Đức. Nhâm Mạnh Dũng thoát đi. Cơ hội cho Nhâm Mạnh Dũng. Phùng Thành đã bỏ trống. Nhâm Mạnh Dũng. Sự xúc động đã dâng cao với Nhâm Mạnh Dũng. Anh đã chờ đợi bàn thắng này quá lâu rồi. Và một lần nữa thì khó khăn đã trở nên gấp bội với huấn luyện viên Huy Hoàng trên sân vận động Hàng Đẫy. Văn Việt đã rất cố gắng nhưng anh đã không thể cản được Nhâm Mạnh Dũng có được bàn thắng đầu tiên tại Night World V-League 1 2023. Hoàng Đức lại có một tình huống tỉa bóng kiến tạo. 1-1 với Quế Ngọc Hải. Tiếp tục là Hoàng Đức. Cú đánh gót của Hữu Thắng. Vẫn tiếp tục là Hoàng Đức. Xử lý như thế nào? Chuyền bóng cho đồng đội. Lỡ nhịp mất rồi nhưng vẫn có được bàn thắng thứ ba cho câu lạc bộ Việt Theo. Dương Văn Hảo thêm một lần nữa cho thấy duyên ghi bàn của mình. Hai trận đấu liên tiếp Dương Văn Hảo là người đã ghi bàn cho câu lạc bộ Việt Theo. Nhưng trái với cảm xúc của một trận thua trước Đông Á Thanh Hóa thì câu lạc bộ Việt Theo vào lúc này trên sân vận động Hàng Đẫy đã có được lợi thế dẫn trước tới 3 bàn. Cách biệt là khá lớn dành cho Viettel vào lúc này. Và một lần nữa chúng ta phải nhắc tới Hoàng Đức. Huy Hợp đập nhà ở phạm vi hẹp, sút bóng. Cú ra chân của Jordi Soladio sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía sông Lam Nghệ An. Nguy hiểm. Thật đáng tiếc cho Quế Ngọc Hải và sông Lam Nghệ An. Vẫn là cái chân phải quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Sĩ Hoàng khá tốt. Mạnh Quỳnh lại là sút xả. Cú ra chân tự tin của cầu thủ sinh năm 2001. Lại là Hoàng Đức có được khoảng trống ở phía trước. Danh Trung, cơ hội bất ngờ đến với Gia Hà. Xử lý như thế nào? Rất bình tĩnh. Lòng trong chân trái và bóng đi ra ngoài. Và xử lý có phần màu mè của Gia Hà, gọn gàng hơn, chỉn chu hơn và quyết đoán hơn thì kết quả có lẽ đã khác. Bóng được treo vào. Đánh đầu. Nguy hiểm. Văn Phòng đã kịp thời phản xạ. Trước đó là nỗ lực của Soladio. Bóng đập vào chân của Hồ Văn Cường, rơi ra phía trước của Văn Phòng. Hoàng Đức. Đây là Danh Trùng. Tốc độ của Danh Trùng. 1-1 với Vitas. Danh Trung đã không thể vượt qua được người khổng lồ bên phía câu lạc bộ sông Lam Nghệ An. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Những bàn thắng của Đức Chiến, của Văn Hào đã giúp cho câu lạc bộ Viettel có được chiến thắng 3-0 trong ngày hôm nay. Nhâm Mạnh Dũng cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số để giúp cho Viettel có được trọn vẹn 3 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của FPT Play trận đấu muộn nhất tại vòng 10 của Night World V-League 1 2023 giữa Viettel và sông Lam Nghệ An xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào ngày Chủ nhật sắp tới. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.